Người xa Hollywood kiên trì ăn chay để giữ dáng năm 2014. Sau khi chú cún cưng của Miley Cyrus chết, nữ ca sĩ quyết định sẽ không bao giờ ăn thịt động vật. Cô nàng còn xăm biểu tượng của người ăn chay lên tay trái. Chồng cô, Liam Hemsworth cũng ăn thuần chay từ năm 2015 và tích cực tham gia các phong trào bảo vệ động vật. Từng tiết lộ trong một bài phỏng vấn vào năm 2016 rằng cô thường ăn chay gián đoạn. Tôi cố gắng ăn chủ yếu rau củ vào các ngày trong tuần. Đến cuối tuần thực đơn sẽ linh hoạt hơn một chút. Beyoncé thường ăn chay như một cách siết cân trước các show diễn lớn. Nữ ca sĩ và chồng nhiều lần phát động fan ăn chay bằng cách treo giải thưởng là những tấm vé tham gia concert. Tin rằng ăn chay là cách bảo vệ cơ thể cũng như hành tinh. Để duy trì chế độ ăn này, cô luôn dự trữ trái cây, rau củ, đồ ăn chay trong nhà. Cũng từng được tổ chức PETA vinh danh nhờ những việc làm từ thiện vì động vật vào năm 2011. Tình yêu với động vật là động lực chính để Ariana Grande từ bỏ thịt và phô mai. Sẽ hơi khó nếu bạn thường xuyên đi ăn ngoài nhưng tôi sẽ chỉ ăn salad, trái cây, khi về nhà tôi sẽ ăn thêm thứ gì đó. Natalie Portman ăn thuần chay từ năm 2011 sau khi đọc xong một cuốn sách lên án việc giết mổ động vật. Tuy nhiên, trong thời gian mang bầu, Natalie vẫn ăn thịt cùng bơ sữa để có đủ dinh dưỡng cho thai nhi. Ăn chay và chăm vận động là bí quyết giúp Gisele Bündchen giữ vóc dáng bốc lửa ở tuổi 38. Siêu mẫu Brazil tiêu thụ chủ yếu là rau củ xanh, kiêng toàn bộ thịt cá và các loại thực phẩm tinh chế, chế biến sẵn. Madonna ăn thực dưỡng từ nhiều năm nay. Phương pháp ăn này có thành phần dinh dưỡng chủ yếu từ rau củ tươi và các loại ngũ cốc nguyên cám. Nữ ca sĩ nói không với đồ ngọt, đồ ăn nhanh và các thức uống chứa cồn. Nhận thấy khi ăn rau củ cơ thể vẫn tràn đầy năng lượng cho mọi hoạt động trong ngày, Ellie Goulding quyết định ăn thuần chay. Hiện cô nói không với thịt, cá. Olivia Wilde ăn chay từ năm 12 tuổi vì lý do sức khỏe. Đến nay cô vẫn ăn theo chế độ này để giữ gìn sắc vóc. Olivia còn là người tích cực tẩy chay các lò giết mổ động vật.